Chúng ta sẽ đi vào trong một cái tờ đa do cái chó khe lúc chế cái nó sau mỏ hồng vũ cho vũ kho nhà tù khăn chỉ kha phụ ăn nò vô là do khăn lý tí ở học chế đeo khẩu trang vũ si mà hô trâu chùa kia sau nhà tù khăn khai báo y tế cỏ trầu khai báo y tế sầu có chùa và do tải ứng dụng Covid các đã ứng dụng cho tôi Covid được chứng tổng ba ma cho tục khăn theo bác trì của chồng là cách tốt nhất để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh Covid-19 là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. Hiện nay, SARS-CoV-2 đã xuất hiện biến chủng mới là biến chủng Omicron. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến chủng Omicron có khả năng lan rộng khắp thế giới. Omicron có số lượng đột biến nhiều chưa từng thấy. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, rủi ro tổng thể trên toàn cầu liên quan đến biến chủng này được đánh giá là rất cao. Cho đến nay, chưa có một loại thuốc nào đặc trị để phòng ngừa và làm việc trước virus corona chủng mới. Phòng chống Covid-19 tốt nhất đó là việc tiêm phòng và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Đặc biệt là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến rất phức tạp như hiện nay. Nó lấy luật đua thôi. Nó khá sẽ thôi. Về 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 thả đó. Nó xong về anh ơi. Lúc này nó chơi luật đua. Lên thì tôi cho thấy nó xả luật đua mà lòn để tin lòng gì phát nó nè. Bà con nhân dân hãy chủ động tiếp tục phối hợp với lực lượng y tế địa phương để được tiêm phòng dịch Covid-19. Hãy vận động người thân trong gia đình và bà con làng xóm để cùng đi tiêm, đưa con em mình đi tiêm phòng để cho mọi người. Trước diễn biến phức tạp và nghiêm trọng của tình hình dịch bệnh, ban chỉ huy phòng tổ chức vận chuyển F0, F1 đến cơ sở y tế trên địa bàn huyện, đồng thời thực hiện phòng Covid-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử. Chúng ta tập đi thôi. Đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, hãy ở nguyên. Theo diễn biến của dịch bệnh hiện nay, Bộ Y tế đã xây dựng khuyến cáo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Người dân cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới sau đây. Thường xuyên rửa tay đúng mức, mũi miệng, trên diện và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn cổ, rửa tay áo. Tăng cường vận động và luyện thể lực dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. Thường xuyên thông thoáng nhà cửa, lo cửa hộ, sốt, ho, hắt hơi và cửa sổ. Hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.
của chị. Nếu bà Tư Vương có thể tâm trở về cần sự cách ly theo dõi sức khỏe và báo y tế đầy đủ, thực hiện thông báo y tế. เฮ้ย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 
chắc là gì tôi khay sản nấu cả cá những chủ vua xét nghiệm đi phải do xét nghiệm đầu y mà giờ nó đi ngủ cái gì rõ mà giờ nó thử pê rõ pê mà giờ nó thử cọc lâu một trợ lý cái chặt theo chiếc ca một ít chi cho trợ lý cô của chất bà của cô của nó chất bà mà giá chủ theo cầu cán bộ y tế pê chặt theo đợi tới chờ quy định thế thì thái tàu rồng tàu cá mốc cùng với cò chua thái này không nó không hao nữa cái nhiều hậu chế tàu hậu chỉ nhỏ y tế quốc khen tên kế tàu cá đò rồi có chạy tiền tàu dầu mốc chua thế giáo chủ cái lý cái nhiều sẽ chùa kia ứng dụng cho cái covid nội chết toàn dân tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, quyết tâm kiểm soát không để lây lan dịch bệnh COVID-19, hãy đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vệ sinh cá nhân, giữ khoảng cách là cách tốt nhất để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. Đã xuất hiện biến chủng Omicron. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến chủng Omicron có khả năng lan rộng khắp thế giới. Omicron có số lượng đột biến nhiều chưa từng thấy. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, rủi ro tổng thể trên toàn cầu liên quan đến biến chủng biến rất phức tạp như hiện nay. Việc nhiễm bệnh thì cho chơi này mua biển tiết xí đó. Giờ tiền này tua là chỉ họ cho chơi là một trò đơn giản thôi. Chiến đấu với chủng virus gây bệnh COVID-19. Chúng ta chủng ngừa để có thể tạo dựng hàng rào bảo vệ chống lại virus gây bệnh. Sau khi tiêm chủng COVID-19 đã tử vong vì COVID-19, đa số đều thừa kết bệnh. Nô nội giờ nô xe bé đó, chúng không như sao đây. Tất cả những game 16 này.